Hey, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay khoe cái giao diện nhân vật PUBG. Ê nào, chơi nào. Mới chơi chỗ nào đây? Sign in chứ, sign in được không? Không chơi offline thôi. Chơi offline đi. Đây, ngôi làng của mình đây. Ok. Ô nào lên nào lên nào. Đi nào. Bay đi. Đấy đúng rồi. Xem ngôi làng của mình từ trên không nhá, từ trên cao thì đúng hơn đó. Những cái chỗ đỏ là các nhà đấy đó, rất là đẹp, đang bay thẳng những ngôi làng luôn. Đây rồi, có cả dân cư luôn, đang đang trồng cấy nha. Có cả động vật nuôi luôn. Xuống thấp hơn tí nữa nào. Ôi trời. Con gì đây này? Không biết là con gì luôn, nó chui xuống đất rồi. Ở đây con mèo. Mèo mèo. Mèo hay chó. Đây một con ngựa này. Đây, bay cao lên nào. Chào mặt trời nhá. Rất là đẹp luôn đấy. Chào bác. Hello. Hello, mình sẽ setting cái góc nhìn cho nhìn nó không có rồi, không có không có, thôi bay lại, chơi tiếp nha, bay cao lên nào. Mọi người đang xây dựng, đang trồng cấy. Đúng là con mèo trắng. Không biết là có phải là mèo không. Đúng mèo thật. Mèo mèo đây, con mèo đen này. Mèo đen ăn hoa nha. Đây con mèo đen đấy. Ô, mình đi quá rồi. Đây. Nó đây. Mèo mèo. Chỗ này là chỗ kiểu như ao nhá. Ao hồ. Đây con mèo trắng đấy. Ấn lỡ tay đấy. Quá mất rồi, đây con mèo trắng này. Đây. Chào mọi người nhá. Đây mèo trắng. Đấy. Mèo mèo. Ngôi làng rất là đẹp luôn. Nào chúng ta lại bay lên nào. Nhìn lại khung cảnh xung quanh nào. Đi bay cao hơn nữa nào. Đó, khung cảnh rất là đẹp luôn. Thôi nha. Chúng ta thăm ngôi làng như thế thôi. Ngôi làng của Nô xây chỉ được như này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.